Dạ vâng, thì bây giờ mình chờ ngớt xe, mình sẽ qua khu bên kia mọi người. Vâng, khu bên kia nhá. Rồi sau đấy mình hướng về khu vực đường Trần Hưng Đạo cũng như là về khu vực phố Tây Bùi Viện. Trên rồi. Giờ này xe đi đông quá. Lần qua đường tại khu vực này nó hơi cực một xíu mọi người, xe đi lại nhất là khu vực bên kia kìa, đấy, mọi người đứng đông lắm. Đây, giờ thì mình sẽ qua đường khu vực đấy, mọi người tối đi chơi đấy, phải chờ gia đình đi chơi, vui chơi ăn uống rất là nhộn nhịp. Đấy, dùng khách nước ngoài thì đi lại xe này đông nhá, rất là đông. Ngày tối mọi người thấy đấy, thâu dọc khu vực này rất là nhiều gia đình tới đây, rồi các cái nhóm nhảy nữa họ cũng tới tại khu vực này. Đây, chỉ dưới những cái màn này khá là đẹp mắt. Hôm nay tối này thì tối thứ 7 nhìn đông ghê luôn á. Xíu mà lái xe ghê quá. Này chắc là bên nước Mỹ không có đâu mọi người nhỉ. Đấy, bên nước Mỹ làm gì có những cái cảnh hiếm, chỉ có Việt Nam mình mới có những cái chỗ như thế này đúng không? Đấy, khu vui chơi này. Thật là hóng gió ngay trung tâm luôn nhé. Đấy, khu đất trung tâm, khu đất vàng luôn. Xa xa kia thì có mấy anh viên FM xanh đang đứng chở khách. Đây. Hiện tại là mình đang đầu đường Cá Mấy cho mọi người. Mọi người đi về khu vực này thì người sẽ về khu vực quận 4 này, qua cầu Cá Mếch. Bên này có quán cơm gà Hải Nam ngon lắm. Giờ thì mình cùng đứng tại khu vực này chờ qua đường. Qua đường này, khu vực này thì nó hơi khó một xíu, lượng xe cộ nó đi lại hay đông á, nhiều. Tuyến metro mọi người này, nhưng mà rất tiếc là tuyến metro thì phải hoán lại rồi, tháng 7 này chưa đưa vào sử dụng tuyến thương mại được, nên là xin hoán lại là thứ tư. Thực sự là ai cũng đang kỳ vọng lắm, nhưng mà kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nên
hai nhìn thấy gì nó còn lấm chởm cái này chắc là khó lắm. Tháng 7 này có thể hoàn thiện được. Nay gần cuối tháng 3 rồi, nay giờ tháng 3 rồi. Chắc là phải đến cho phải cuối năm nay quá. Thì hôm sau hãy sẽ qua ra khu vực Hà Nội chạy cho thử nghiệm thử cái mình trải nghiệm thử cái tuyến Cát Linh Hà Đông. Đây bên này là cửa hàng McDonald's, mình có thể ngồi ăn uống này. Đấy, ngồi ở đồng ghê luôn này. Đấy. Đã. À, còn nhậu đây còn đông nữa cơ. Tây này nó đi lại nó cũng đông này, nhộn nhịp này mỗi giờ. Đây anh bạn trắng mà có khá là xinh đấy.
Các bạn nhìn thấy này, Phố Tây Bùi Viện này, xe ra vào liên tục. Đấy. Nhưng mà trước khi mình vào Phố Tây Bùi Viện mình sẽ đi dạo dạo được Trần Hưng Đạo là một xíu khu vực này. Đấy, khu vực ăn uống vui chơi nhộn nhịp lắm, đây là dọc khu vực quán nhậu nhiều. Cửa hàng ăn uống có nào cũng đông khách nha. Ngay trung tâm ấy mọi người. Đây là quán kem này, đông đây luôn đấy. Xếp hàng để mua kem này. Đây mà thấy không, còn bách bên ngoài luôn đấy, người ta đi theo tour không à. Vâng, thì đây là cuộc sống Sài Gòn về đêm. Mọi người cảm nhận thế nào thì có thể để lại bên dưới cho Hải nhá. Đấy, cuộc sống Sài Gòn về đêm, 10 giờ đêm rồi. Lát nữa mình sẽ qua khu vực Phố Tây Bùi Viện còn đá nữa cơ.